Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 15 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao 500 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống COVID-19 tại các khu vực phong tỏa, chốt kiểm soát, khu cách ly, bệnh viện dã chiến và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện điều trị COVID-19. Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn phát động cán bộ chiến sĩ đóng góp được hơn 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoạt động phòng chống dịch thời gian qua và quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong đợt này. Thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao 500 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để góp phần cùng toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19, chữa trị cho các bệnh nhân và hỗ trợ chia sẻ với người dân gặp khó khăn trong đại dịch.